chủ quan xem thường đối thủ bé nhỏ, rắn roi trả giá bằng mạng sống của mình. Trận chiến cho thấy kỹ năng chiến đấu còn quan trọng hơn cả kích thước bên ngoài. Một con rắn roi thường, tên khoa học là Ahatula prasina, đã vô tình đụng độ với một đối thủ bé nhỏ hơn nó rất nhiều. Tuy nhiên, do quá chủ quan mà rắn roi đã phải trả giá đắt khi xem thường đối thủ này. Kẻ khiến rắn roi ôm hận chính là một con bọ ngựa bé nhỏ. Mặc dù vậy, bọ ngựa đã nhanh tay kẹp chặt đầu con rắn và khống chế toàn bộ cục diện trận đấu. Đánh rắn phải đánh dập đầu vì đây là điểm yếu nhất của con rắn xanh. Con rắn roi tuy là loài rắn có nọc độc nhẹ, nhưng lần này vũ khí lợi hại nhất của nó đã bị vô hiệu hóa. Con rắn lúc này chỉ còn biết nằm im và để cho con bọ ngựa rỉa thịt trên cổ của mình. Một trận chiến cho thấy kỹ năng quan trọng hơn rất nhiều so với kích thước.